Ở Việt Nam, gián là loại động vật được liệt vào danh sách đáng sợ, thường xuyên bị người dân tiêu diệt vì chúng khá hôi và phá hoại đồ đạc trong nhà. Thậm chí một số người còn sợ gián đến mức chỉ nhìn thấy thôi là đã bỏ của chạy lấy người. Ấy thế nhưng, ở Nhật, người ta lại bán gián với giá khá cao và coi chúng như một loài thú cưng. Loài gián được săn đón ở Nhật Bản có tên là gián Dubia. Gián Dubia có kích thước khá lớn khi trưởng thành, chúng có tới 28% protein nên thường được dùng để làm thức ăn cho vật nuôi. Tuy nhiên, mới đây các bạn trẻ Nhật đã chọn chúng làm vật cưng và chăm sóc cực kỳ chu đáo, khiến không ít người kinh ngạc. Ở Nhật, người ta bán loại vật này ở siêu thị để người dân mua về làm thú cưng. Chúng sẽ được đóng mỗi hộp tầm chục con, kèm theo thức ăn có giá là 100.000 đồng. Thông thường, việc gần gũi với loài thú cưng này sẽ gặp nhiều ý kiến trái chiều, bởi dù sao thì gián cũng là động vật không mấy sạch sẽ. Thế nhưng, một người chủ cực kỳ có tâm đã nâng tầm những con gián của mình bằng cách cho chúng đội hoa để thêm phần xinh đẹp. Gián Dubia sẽ được chủ đội cho một vòng hoa màu hồng nhỏ xíu ngay trên đỉnh đầu. Mặc dù đây không phải là loài động vật được nhiều người yêu thích, nhưng phải công nhận rằng chúng đội hoa lên trông cũng rất đáng yêu, chẳng kém cạnh thú cưng nào cả. Ngay sau khi thông tin đăng tải đã gặp nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, mọi người tỏ ra khá kinh ngạc vì không ngờ rằng một con vật mà mình gặp đâu giết đấy lại được chăm bẵm như thú cưng. Bên cạnh đó, một số khác lại cho rằng điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì chúng không gây hại, cũng chẳng mang mùi hôi thối như ở Việt Nam. Đôi lúc đổi gió cũng là cách để con người ta tận hưởng cuộc sống. Mỗi người đều có sở thích riêng nên mình cần tôn trọng họ. Vậy còn bạn, nếu là bạn thì bạn có dám nuôi một con gián trong nhà làm thú cưng hay không? Hãy chia sẻ cùng với chúng mình nhé!